Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2019 đến với bản tin Hòa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là nhận định và phân tích thời sự Việt Nam và tiếng nói cử tri. Phần hai là phóng sự cộng đồng. Sau đây Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. <laughs> Giáo dục văn hóa nhân bản cho Việt Nam do bác sĩ Nguyễn Đăng Quế biên soạn. Cản trời chính nền văn hóa giáo dục, văn hóa cộng sản đang là cản trở chính yếu trong phát triển đất nước, khiến cả dân tộc ta bị kiềm hãm trong tối tâm, tù túng, lạc hậu so với các nước khác trên thế giới. Nền giáo dục cộng sản chỉ nhằm đào tạo công cụ cho chế độ. Nền văn hóa cộng sản tham gia tiếp sức điều kiện hóa con người để biến cá nhân chỉ biết nói, nghĩ và làm theo đảng. Hầu hết học sinh, sinh viên và đại đa số người dân Việt Nam đều vô cùng ngao ngán chịu đựng những sự tàn phá cuối cùng khốc liệt của nền giáo dục văn hóa cộng sản đang trên đà phá sản. Như nhiều nhà giáo dục trong và ngoài nước nhận định, từ năm 1945 đến giờ, cải cách không biết bao nhiêu lần, càng cải cách càng rối rắm, càng hỏng thêm và càng xuống dốc nữa. Và nay là hoàn toàn bế tắc, không lối thoát. Nạn nhân là học sinh, phụ huynh học sinh và ngay cả đội ngũ đông đảo giáo viên các cấp. Cản trợ chính yếu cho cuộc cách mạng giáo dục, văn hóa xảy ra là đám cán bộ quản lý, nằm trong Bộ Giáo dục hay các cơ quan kiểm soát văn hóa. Họ chỉ biết nhắm mắt, máy móc làm theo chỉ thị của đảng, của ban tuyên giáo trung ương. Đây là lúc các học sinh, sinh viên, các phụ huynh, các giáo viên trung học, đại học, những nhà trí thức, các văn nghệ sĩ hãy hợp lại trong một mặt trận chung. Mạnh mẽ đứng lên đòi hủy bỏ nền giáo dục, văn hóa Mark Lenin đã lỗi thời để xây dựng nên một nền giáo dục, văn hóa mới, nhân bản, đầy tính người. Giáo dục văn hóa nhân bản đồng hành cùng toàn dân đang đấu tranh để cho ra đời đường lối phát triển mới tự do và dân chủ trên mặt trận giáo dục văn hóa chúng ta chủ trương một nền giáo dục nhằm đào tạo con người chứ không phải đào tạo công cụ và một nền văn hóa nhằm phát triển con người chứ không phải điều kiện hóa con người con người phải là gốc trong mọi bất cứ nền giáo dục văn hóa tiến bộ nào nghĩa là phải có tính nhân bản cao quan niệm triết lý mới về con người là con người có hai mặt tinh thần và vật chất tinh thần và vật chất quan trọng như nhau, hiện hữu cùng một lúc, có tương quan đối với nhau và cái nọ có thể hoán chuyển sang cái kia qua sinh năng. Hay nói một cách khác, tinh thần và vật chất là hai mặt của sinh năng, năng lượng của sự sống. Ngày nay, khoa học đã có nhiều phát kiến chứng minh rằng sinh năng là một phần rất nhỏ bé của vũ trụ năng từ vụ nổ lớn Big Bang mà ra và vũ trụ năng trực tiếp ảnh hưởng đến sinh năng. Nền giáo dục văn hóa nhân bản có 5 tính chất: nhân bản, khoa học, đại chúng, khai phóng và sáng tạo. Đây chính là 5 tiêu chuẩn của các nền giáo dục văn hóa tiên tiến trên thế giới, tiêu biểu là của Hoa Kỳ, Đức và Nhật Bản. Tính nhân bản từ mẫu giáo đến tiểu học và trung học cần 10 đến 12 năm, chỉ nhằm tạo môi trường và điều kiện để các em học sinh phát triển mọi tiềm năng căn bản về cả hai mặt thể chất và trí não, nghĩa là phát triển đồng đều cả cơ thể tập thể dục, thể thao và học những kiến thức phổ thông chính yếu trong kho tàng của nhân loại để lại. Tính khoa học Mọi tuyên truyền chính trị phải đưa ra khỏi học đường, chỉ phổ biến những kiến thức khoa học bằng cách giới thiệu và khơi dậy tinh thần khám phá nơi trí óc học sinh. Các tư tưởng triết học, những học thuyết chính trị được phổ biến nhưng không có chuyện bắt giáo dục, văn hóa phải đi theo bất cứ một học thuyết chính trị nào, nhất là lại buộc phải tôn sùng triết lý Mark Lenin đã lỗi thời tính đại chúng. Trước đây, chỉ có nhà giàu ở các thành phố mới có phương tiện để học hết trung học, lên đại học. Nhưng ngày nay, với công nghệ thông tin, Internet, trẻ em con nhà nghèo và ở xa thành phố, ở miền quê xa xôi hẻo lánh hay trên cao nguyên núi cao, trong rừng sâu, chỉ cần sắm một máy tính sách tay cũng có thể thụ hưởng sự đào tạo tốt ở thành phố nếu nhà nước thực thi trên quy mô toàn quốc những phương tiện công nghệ thông tin trong giáo dục ở học đường. Tính khai phóng, Đặc biệt ở đại học và trong các sinh hoạt văn hóa như các lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, báo chí, internet, xuất bản, văn nghệ, nghệ thuật tự do phổ biến những kho tàng hiểu biết của nhân loại, nhưng tuyệt đối không được giới hạn, đóng khung lại trong một khuôn phép nào. Vì bất cứ lý do gì, nhất lại là lý do chính trị, vai trò của chính trị phải đứng dưới và phải phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn hóa của đất nước tuyệt đối cấm chỉ bắt văn hóa phục vụ cho một mục tiêu duy nhất là tuyên truyền chính trị nhằm trường tồn hóa độc tài đảng trị. Tính sáng tạo Đương nhiên, một con người ngay từ tấm bé được đào tạo và sống trong nền văn hóa nhân bản, khoa học, đại chúng, khai phóng. Tất yếu khi lớn lên và ra đời làm việc, cá nhân đó dễ có ốc sáng tạo. Cửu cánh của nền giáo dục, văn hóa nhân bản là nhằm đào tạo và phát huy trí hiểu biết và ốc sáng tạo của mọi người và mỗi người. Có người đó tự mình biết cách sống sao cho hạnh phúc, có ích cho gia đình, cho mọi người quanh mình, cho xã hội, cho nhân loại. Người đó dù làm ngành nghề gì cũng dễ có tiến bộ nhanh và yêu thích công việc mình làm. Giữa con người với con người có sự tranh đua để phát triển, nói rộng ra, sức cạnh tranh của hàng hóa thương hiệu Việt Nam cũng như sự tham gia vào các công trình khảo cứu khoa học có giá trị của các học giả người Việt sẽ gia tăng mạnh mẽ trong nước cũng như trên trường quốc tế sáng tạo là yếu tố căn bản hàng đầu để phát triển mạnh mẽ đất nước về kinh tế và giáo dục, văn hóa, nhất là trên phương diện khảo cứu khoa học hay nghệ thuật. Kinh tế là điều kiện trước mắt, có no bụng mới phát triển được các mặt khác của mỗi cá nhân, nhưng chính giáo dục, văn hóa mới là con đường đưa tổ quốc chúng ta ra khỏi vòng chầm tiếng, mới nở mày nở mặt với thế giới năm châu.